Chào bạn nhé. Bạn cho mình xin tên tuổi của bạn được không? Mình tên là Trang. Mình sinh năm 92. Và biết đến Hô Sổ là do là các bạn bè của mình ấy đã điều trị ở đây và giới thiệu đến. Thì trong đây mình đã tìm hiểu khá là nhiều rồi, vì vấn đề của mình đã gặp phải là khoảng gần 2 tháng rồi. Mình có học răng hàm mặt nên là cũng có kết hợp mà điều trị một số bác sĩ, tìm hiểu qua một số bác sĩ ở bên răng hàm mặt trung ương rồi. Và mình thấy cái phương pháp đấy thì nó hơi tốn kém và nó khá là mất thời gian đối với mình. Thì cũng khá là duyên là có một số bạn là bè của mình ấy đã quen biết thầy Sơn và đi giới thiệu cho mình đến đây, nên là mong là sẽ thầy Sơn sẽ hỗ trợ để điều trị được cái bệnh tình của mình. Ok, thế Trang có thể nói qua cái tình trạng mình đang gặp phải về cái khớp thái dương hàm nhé. Mình thì thật ra thì nó không đến mức là quá khó chịu. Trong khoảng 1-2 tháng nay thì mình vẫn sinh hoạt hoạt động bình thường. Tuy nhiên là trong khoảng 3-5 ngày gần đây thì có thể là thời tiết thay đổi, nên là mình bị khớp bên hàm bên trái thì nó có tiếng kêu, nhưng mà 3-4 ngày nay thì nó lại đau ở khớp bên phải. Và há hoặc là nhai đồ cứng là khá là khó. Nên là cũng khá là vướng víu với cái vấn đề, vì công việc của mình là sẽ cần nói nhiều hàng ngày. Nên là mình cũng thấy khá là khó chịu. Và nó đau tức có những lúc mà nó tức lên thái dương ấy. Đúng rồi. Có nghĩa là từ cái khớp thái dương hàm nhưng ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, như là một là tiếng kêu đúng không? Hai là đau tại cái khớp này. Ba là đau có thể chèn lên đau nửa đầu. Đấy, làm cho mình không tập trung vào công việc đúng không? Và ăn uống nữa đúng không? Ăn uống cũng rất ăn là khó chịu. Mình cũng không đồ dai cứng hay là ăn nhiều thì là nhiều khi còn ngại ăn. Đúng rồi, ok. Thế là Trang này thì là làm bên răng hàm mặt và đã tìm hiểu răng hàm mặt rồi, các bác sĩ thì là người ta đưa ra phương pháp xử lý như thế nào? Mình có đi khám chụp chiếu toàn hàm. Thì hầu như là các bác sĩ nói là chỉ là nếu mà có điều trị thì chỉ là giữ nguyên vị trí hoặc là nó sẽ cải thiện một phần nào thôi, chứ không điều trị được ổn định. Và phương pháp mà bác sĩ đưa ra cho mình là hỗ trợ một số bài tập và đeo máng để giữ ổn định thôi, và thời gian đeo máng thì sẽ kéo dài khoảng 18 tháng đến 2 năm. Mình thấy cái thời gian đấy nó không phù hợp với mình. Công việc của mình là công việc cần giao tiếp nhiều ấy, nên là như thế nó khá là mất thẩm mỹ. Đúng thế. Cái máng đeo ví dụ từ 18 tháng đến 2 năm thì là đeo lúc nào cũng đeo trừ lúc ăn à? Hay là như thế nào? Với cái công việc có nghĩa là cái đấy thì nó lại có hỗ trợ, bác sĩ có báo là mình có thể đeo, mình đeo càng được nhiều thì càng tốt. Nhưng mà thời gian ăn thì có thể bỏ ra, hoặc là nhưng mà như công việc của mình thì hầu như full cả ngày là mình phải giao tiếp với khách hàng rồi, nên là mình không thể đeo cái máng để mình nói chuyện được. Lắm là chỉ một buổi tối thì mình thấy thời gian như thế nó không đủ để đáp ứng. Đúng rồi. Bởi vì đeo cái máng vào cảm giác là răng nó sẽ bị kiểu nó như kiểu hơi bị hô ấy. Đúng rồi, và khép miệng vào nó khó. Mình nó không tròn. Tiếng nói thì lúc đấy là âm gió ra là nó không giống như mình nói bình thường. Nói của mình không tròn, cảm giác nó không tự tin. Đúng rồi, chuẩn thế. Nếu mà những cái ngành nghề mà giao tiếp nhiều thì nó sẽ hơi bất tiện. Rồi ok. Và ví dụ như là mình đeo máng thì là bác sĩ cũng đã tư vấn là nó sẽ giữ định đúng không? Ổn định hàm. Nó chỉ giữ ổn định. Ổn định. Nó không bị có nghĩa là không bị nặng hơn. Và cái thời gian mà mình bỏ máng ấy thì họ cũng không khẳng định cho mình là nó sẽ duy trì được không, hay là vẫn phải tiếp tục các liệu trình tiếp theo ấy. Ok. Thì cũng rất nhiều những người đã bị cái rối loạn khớp thái dương hàm ấy, thì ngoài hai cái biện pháp là bài tập này và cái đeo máng ra thì cũng có nhiều người là cũng được tư vấn là sử dụng thuốc, thì đa số là thuốc giảm đau, giãn cơ và kháng viêm. Thì mọi người đều tư vấn là đều là cho cái phản hồi là thời gian sử dụng thuốc thì nó ok, nhưng mà kiểu ngưng thuốc hoặc là một thời gian sau thì nó lại tình trạng thì nó không cải thiện mà có thể nó bị nặng hơn đấy. Thực ra thì mình cũng có được tư vấn là điều trị, vì là mình có liệu trình ở bên Tài Thu ấy. Thì thỉnh thoảng cũng có qua xoa bóp xuống huyệt. Thì các thầy bên đấy cũng có báo là sẽ tiêm điều trị giảm đau giãn cơ, nhưng mà mình cũng không, tại vì là mình cũng có chút về hiểu biết về y nên là mình không đồng ý cái phương pháp đấy. Ok, bên Tài Thu là bên Viện Châm cứu Trung ương. Ok. Thế về cái phương pháp là về nắn chỉnh chiropractic thì là Trang đã tìm hiểu ở những cơ sở nào? Tớ thì thực tế là tớ có tìm hiểu một vài bác sĩ chuyên thôi, chưa đến cơ sở nào cả. Thì cũng có một số bác sĩ quen ấy, thì có hỏi qua các anh, các thầy thôi. Nhưng mà tớ
cái phương pháp đấy thì đối với tớ thì nó khá tốn kém và di chuyển đi lại nó cũng khá là mất thời gian. Ví dụ như một liệu trình điều trị thì đối với cái vấn đề của tớ thì trung bình nó sẽ phải khoảng 35 đến 40 triệu. Cho liệu trình bao nhiêu buổi? Liệu trình khoảng 10 đến 15 buổi, tùy theo cái, vì nó không đưa ra một buổi nó sẽ cố định là bao nhiêu cái vấn đề, mà tùy từng buổi nó sẽ phát sinh thêm hoặc là bớt đi. Ví dụ như thêm thủ thuật thì rồi, thêm tiền, là bớt thủ thuật thì trừ bớt tiền đi. Chứ không có một cái danh sách cụ thể. Rồi, ok. Nói chung mình là như thế. Và hầu như là họ không khẳng định là với tớ thì một liệu trình hay là hai liệu trình hay ba liệu trình. Nên là mình cũng không chưa có niềm tin lắm. Ok. Ok nhá. Cảm ơn bạn nhá. Thế thì mình sẽ điều trị cho bạn, thì bạn đã tìm hiểu phòng khám rồi đúng không? Thì mình đã tìm hiểu phòng khám rồi. Ví dụ như bây giờ như trường hợp của mình thì không biết là bạn đưa ra cho mình cái phương pháp như thế nào, điều trị khoảng bao nhiêu lâu. Okay. Và cái biện pháp mà bạn sẽ hỗ trợ mình là như thế nào thì bạn có thể nói qua giúp mình. Đầu tiên thì là cái tình trạng của bạn là 2 tháng thì là mới. Đấy, mới nhưng mà nó không còn phải là còn cấp tính nữa. Đấy, cấp tính thì mọi người sẽ nhầm lẫn sang tình trạng là sái qua hàm hay trẹo qua hàm, nó giống như là chặt khớp ấy. Đấy, có nghĩa là hàm tự nhiên nó không khép, không mở được. Đấy, mà rất là mỏi, thì cái đấy thì lại xử lý rất là nhanh. Bởi vì là nó chưa làm tổn thương dây chằng, chưa làm cái sự ma sát hay là tổn thương về khớp hay dây chằng hay là gân cơ hay là thần kinh mạch máu. Thì là mình chỉ cần đưa cái khớp hàm về vị trí thì khoảng tầm vài hôm sau thì nó sẽ trở lại bình thường. Cái tình trạng như của Trang là bị 2 tháng thì là nó là thuộc cái tình trạng là về rối loạn chức năng của khớp sang hàm, thì nó bao gồm là tiếng kêu lục cục ở khớp bên trái và đau sang hàm bên phải, và khi căng thẳng hay là khi nó gây nên cho mình là đau lên thái dương, đau đầu và làm cho mình là ăn uống cái đồ cứng hay là một cái cảm giác thèm ăn nó giảm sút. Đấy, thì nó là thực ra nó là về rối loạn chức năng khớp sang hàm. Đấy, thế là cái vấn đề ở đây là nó vẫn vấn đề nó nằm ở cả tiếng kêu ấy, thì là cái sự ma sát của lồi cầu bên trái là bên này đúng không? Lồi cầu xương hàm này vào cái ổ khớp này nó lớn, cái lực ma sát lớn nó tạo ra tiếng kêu. Đấy, và bản chất là cái ở đây nó có 4 cái dây chằng bao hoạt dịch ấy, thì 4 cái dây chằng thì trong đó một cái dây chằng bao hoạt dịch nó chức năng tiết cái dịch khớp cho cái khớp này, mà được tiếng kêu thì chứng tỏ là cái dây chằng bao hoạt dịch nó đã bị tổn thương và chức năng tiết dịch của nó đã bị rối loạn rồi. Thế điều trị đây phải tổng hợp là cả về dịch thần kinh này, về đau lên ở đau là thần kinh ví dụ thế, hay là cơ nhai hay cơ thái dương hay là dây chằng đấy, và xương khớp đấy, về khớp ổ khớp thái dương hàm đấy. Thì bên phòng khám là kết hợp y học cổ truyền, những cái biện pháp như là châm cứu này, điện xung đấy, bấm huyệt sao bấm huyệt là kết hợp làm triển khai với tích đấy, và đưa dưỡng chất, như đặc biệt là mình có thể sử dụng là methylcobalamin, nó tiền chất đệm hai để tăng khả năng là tạo hồng cầu. Khả năng tạo hồng cầu hay là máu nhiều hơn đến nuôi dưỡng tại cái vùng khớp này, thì từ đó thì cái quá trình hồi phục của cái phần khớp và cái tổ chức phần mềm của anh khớp nó diễn ra nhanh hơn. Và kết hợp là những cái bài tập thì mình sẽ hướng dẫn bạn về tập hàng ngày, ví dụ như là các cái thủ thuật như là massage hay bấm huyệt mặt hàng ngày tầm 8 phút, cộng thêm cái bài tập về cơ nâng hàm hay các cái bài tập về đảo lưỡi hay là đấy, thì để nó làm cho cái tăng cái sức mạnh của các cái dây chằng và nhóm cơ. Và bổ sung thêm bốn thân cao đấy, để cho nó hồi phục cái phần sụn khớp hay là nó dưỡng huyết lên là tốt hơn nhé. Thì liệu trình có thể là 10-15 ngày, nhưng chi phí thì là hoàn toàn có thể tiếp cận được rất là dễ dàng đấy, có thể ai cũng tiếp cận được. Thực ra thì mình cũng chỉ mong là nó bớt cái khó chịu đi, vì là thực tế là nó không ảnh hưởng gì, bây giờ mình chưa thấy ảnh hưởng gì cả, nó chỉ hơi có tiếng kêu này rồi. Và ăn uống cũng cảm giác là không muốn nhai ấy, thế thôi. Thì hy vọng là sẽ ổn định. Ok, thì ok, mình sẽ cố gắng nhé. Ok bạn, cảm ơn bạn nhé.